Rồi, em chào các bác. Rất là lâu rồi, hôm nay mới về được tiếp tục chiếc Victor AX1000 này để review cho các bác. Đấy, các bác nhìn mặt con này nhé. Thì nếu mà anh em ấy, khi mà chơi âm thanh, đầu tiên là hỏi hãng, hỏi tên hãng, đấy, thì sẽ không chọn Victor. Về Việt Nam, em đang nói về Việt Nam bởi vì em là người Việt Nam. Đấy, Victor là anh em sẽ không chọn. Và đương nhiên là với bên em thì làm thương mại thì hãng Victor cũng là một cái hãng không được anh em ưa chuộng, là bên em biết rồi. Tuy nhiên nhé, có một vài con nó có thể gọi là xuất chúng. Đây là con này, AX1000. Con này nó hội tụ được hai cái yếu tố một con âm ly rất là cần. Một là công suất lớn, hai là âm sắc hay. Và hai cái yếu tố đấy thì nó sẽ tạo nên một con âm ly có thể chơi được nhiều các dòng loa khác nhau. Đấy. Và tại sao nó như thế thì hôm nay em đưa cho các bác vài cái dẫn chứng. Và đương nhiên đã có dẫn chứng thì phải có phần nội thất. Đấy, quay nội thất review cho các xem. Bản thân Victor thì là một cái hãng của JVC nữa các bác nhé. Nhưng mà khi mà người ta dùng ở thị trường nội địa thì người ta sẽ đặt tên là Victor, người ta để tên là Victor. Đấy, nó có cái hình con tuất ngửi cái kèn này này, để lấy nét cho các bác xem. Đấy, thì khi xuất đi thị trường châu Âu và thị trường các nước thì nó sẽ chuyển tên thành JVC. Đặc biệt là xuất đi thị trường châu Âu có từ điện 202 thì nó tên cái này là tên JVC. Cho nên là các bác sẽ tìm hiểu trên thị trường sẽ có những con y xì như này, nhưng nó là JVC 1000, AX1000. Đấy, con này con Victor AX1000, hai con thì đều như nhau, chỉ có khác dòng điện. Con em đang review cho các bác là con điện 100V, hàng cho dùng cho nội địa Nhật. Đấy, anh em mình quay một vòng ngoại thất ra nhá. Con này rất là đẹp, nó vừa về sau em chưa vệ sinh đi chứ cả. Đấy, con này thì sơ qua em chia sẻ các bác là nó sản xuất tại Nhật năm 1985. Và bản thân hãng Victor thì cũng đặt một cái mức giá rất là cao cho con Victor AX1000 này. Bởi vì tí nữa các bác xem nội thất các bác sẽ thấy công suất tiêu thụ của con này thì nó rất là hồ, 310W. Công suất của một con âm ly nội địa mà công suất tiêu thụ 310W là công suất gọi là to rồi. Đấy, trở kháng nó chơi từ 4 đến 16 ohm biến thiên. Các bác nhìn chân rắc toàn bộ mạ vàng hết. Đấy, nói chung là anh em chơi con này thì không nặng về thương hiệu, không nặng về thương hiệu cái tên ở ngoài thôi. Còn bây giờ các bác nhìn trong này, đầu tiên là cái nguồn, cái tụ này các bác nhìn này, rất là khủng. Các bác nhìn nguồn nhé, con này sản xuất năm 85. Các bác nhìn nguồn của nó này, nguồn này thì nó không khác thì những cái nguồn của con crowd, con đẩy crowd, con đẩy rào nghìn nghìn hai kiểu kiểu đấy. À, các bác nhìn tay em, nó toàn chơi ngã hết. Tụ thì tụ Enline, các bác nhìn hai tụ Enline, nhưng mà cái khác của nó là tụ thì là tụ thương hiệu rồi, tụ hàng hiệu rồi, nhưng mà Enline của nó mỗi chiếc 22.000 microfarad. Đây em chỉ tay, không biết các bác có nhìn thấy không, nó hơi tối một chút. Tuy nhiên thì em chia sẻ các bác là những cái con Victor nó có một vài con, trong đấy có GS20 nó cũng chạy tụ kiểu này, tụ rung như này. Cái tụ rung này nó sẽ phản ánh lên cái gì, cái độ lọc âm, cái độ sắc nét của cái âm ly. Đấy, tụ rung nó càng lớn thì nó sẽ lọc càng tốt. Đấy, và con này nó chạy phần công suất lại cũng hàng hiệu luôn, tức là Sanken. So Sanken, Sanken thì các bác Sanken 2 vít thì các bác có thể thấy được ở những con âm ly ví dụ như đờ nông 880D, rồi những con Jaguar 506N hàng bãi. Đấy, có những dòng nó chạy sau Sanken 2 vít. Tức là như này, các bác hình dung là cái đồ điện tử này ấy, tất cả các cái hãng người ta có những cái thương hiệu như thế này, người ta có thể đặt những cái linh kiện của những cái hãng chuyên sản xuất. Thì thì Enla thì nó sản xuất cho rất là nhiều các cái dòng âm ly người ta đặt hàng, kể cả hãng Đờ Nông, Onkyo, Pioneer, rồi
rất là nhiều hãng luôn, tên tuổi tụi em là sò san ken cũng vậy, cho nên các bác cứ cập rất là nhiều. Đấy, thực ra nói đây là con Omni và không mạnh về thương hiệu thì đúng, nhưng mà nội thất của nó toàn dùng đồ thương hiệu. Đấy là lý do tại sao mà khi con này sản xuất năm 1985 thì hãng nó đưa ra một cái mức giá xuất xưởng rất là cao, khoảng độ 100, khoảng 120 mấy, 130.000 yên gì đấy, em không nhớ lắm. Tương đương nó khoảng gần 30 triệu mà thời năm 1955, các bác biết là đồng tiền thời đấy nó như này. Đấy. Và con này thì em chia sẻ các bác nó đánh lực tốt, bám sắc cực kỳ hay. Em sẽ làm review để test nhạc riêng cho bác, đánh vào một cặp loa Mỹ Max 40 cho các bác nghe nhé. Con hôm nay thì rất là đẹp. Này các bác nhìn này, đây nó có một cái band. Con lần trước em về mất band, con này nó vẫn còn band. Đây là cái band bằng nhôm. Đấy, chân mạ vàng hết. Đây nó là một cái đường vào và đường thu băng. Thu băng dây ngày xưa anh em cắm một rách. Đấy, và con này volume các bác sẽ để ý nó sẽ khác những con khác. Đây các bác vặn này thì to nhỏ bình thường như này nhá. Các bác nhìn nó chưa cữ. Và đặc biệt ở trong này nó có ba cái lớp, hai cái lớp, một này, hai này. Đấy. Cái này thì nếu mà các bác nào đi ô tô thì cái này nó kiểu dạng như là cái cruise control, cái giới hạn tốc độ nó limited ấy. Thì cái này nó giới hạn cái âm lượng của cái volume. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì con này lực nó rất là lớn. Như em để như này nó là không decibel, tức là mở như này là mở đang ở cái mức tối ưu nhất của volume. Khi các bác vặn xuống như này, các phát nó xuống âm 6 decibel, tức là âm lượng nó đưa cái mức nó giảm xuống âm 6 decibel, thấp xuống nữa thì âm 12 decibel. Để nó giảm đi cái mức tiết cái dòng chiết áp này. Tiết lại cái dòng chiết áp của để xuất âm ra loa đấy thì nó giảm đi. Con này nó lực đến mức độ như đấy, bắt tép các đường vào. Và con này có một cái nó hay nữa là nó rất là lồi đồng của nhà các bác nhé, hoành rất là phê. Một con mini stereo tích hợp. Con này mà các bác không chơi thì rất là phí. Thực ra thì với cái tầm tiền mà khoảng độ dưới 10 triệu thì những cái con Omni và những cái hãng khác thì thực sự là không có con nào cho chất tiếng và lực được như con này, em khẳng định luôn. Bây giờ mà các bác chọn Pioneer thì một con mà chất tiếng và công suất được như con này thì các bác xác định nó phải tầm tiền khoảng tầm từ 15 đến 20 triệu. Nếu mà Pioneer về Việt Nam anh em chuộng. Trong khi con này thì rẻ. Và hai nữa là gì? Hai nữa là cái dòng này thì về Việt Nam anh em không chuộng cho nên giá nó cũng đẩy lên. Còn những cái dòng Pioneer, đặc biệt những cái dòng Omni Pioneer giá nó lên rất khiếp. Bây giờ các bác xem một con Omni Pioneer cỏ cỏ khoảng hơn 100W mà cứ mặt phay nhôm mà các bác sở vào nó toàn 4-5 triệu hết. Trong khi các bác chỉ cần bỏ ra một chút, thêm chút là các bác có thể chơi được con này rồi, đáp ứng được tất luôn. Hiện tại bây giờ đang có khách cho nên em chưa quay tiếng được cho các bác. Hẹn các bác clip sau em sẽ test tiếng con này cho các bác nghe. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.